Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi qua đời, thọ 63 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi đã trút hơi thở cuối cùng lúc 4 giờ ngày 10 tháng 2 sau thời gian điều trị bệnh. Ông đã có thâm niên trên 34 năm đóng vai Bác Hồ kính yêu của dân tộc, được đánh giá là diễn viên thể hiện vai Bác Hồ xuất sắc nhất trên cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Với hơn 40 lần vào vai Bác Hồ trong các vở kịch và phim điện ảnh, tham gia phim truyền hình và hàng trăm lần vào vai Bác trong những sự kiện chương trình lễ hội, lễ kỷ niệm, ông đã khắc họa sâu đậm hình tượng Bác được công chúng yêu mến. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi cho biết, lần đầu tiên được vinh dự thể hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh là năm 1987 trong vở kịch Đêm Trắng của đoàn nghệ thuật Trường Sơn Quân khu 2, tác giả Lưu Quang Hà, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Doãn Hoàng Giang. Đó là năm ông 28 tuổi, đoàn nghệ thuật Trường Sơn Quân khu 2 đã có ý định mời một số nghệ sĩ lớn tuổi hơn ông để đóng vai Bác Hồ. Tuy nhiên, đặc thù của đoàn là đi diễn phục vụ chiến sĩ ở vùng núi phía Bắc, nếu mời nghệ sĩ các đoàn khác sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển. Đạo diễn đã chọn ra hai người trong đoàn để thử hóa trang, trong đó có ông. Khi chụp ảnh gửi về đoàn, không ngờ mọi người đánh giá cao trong dáng dấp từ khuôn mặt, ánh mắt, vóc dáng giống Bác Hồ nên ông đã được chọn. Nghệ sĩ ưu tú Tiến Hợi tên thật là Nguyễn Văn Hợi, sinh ngày 8 tháng 8 năm 1959. Ông đã từng tham gia các vở kịch của nhà hát như Xin lĩnh án tử hình, Vùng lạnh, Chùm hài, Ói om đời, Sám hối, Vòng đời, Vị thánh trong mơ, Những người con Hà Nội. Các tác phẩm truyền hình điện ảnh của ông tham gia gồm Hà Nội mùa đông 46, Hẹn gặp lại Sài Gòn, Hoa ban trắng, Hoa ban đỏ, Dãy bàn bốn người, Cảnh sát hình sự, Người phán xử, Bi kịch chưa đặt tên. Ông đã được trao các giải thưởng Huy chương vàng Hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1992, vở Xin lĩnh án tử hình vai Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huy chương bạc vở Lạnh lùng Liên hoan sân khấu toàn quốc năm 2019 vai ông Sinh.